món Sam ha. Mình cũng mới ăn cái con này lần đầu tiên các bạn. Thì cái này mình kêu cái con mùa này thì mới vào mùa Sam nướng. Mình kêu con Sam nướng mỡ hành. Thì lần trước là mình nghe nói là ăn nó rất là béo bạn nè. Các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ ăn cái trứng này của nó nè các bạn. Đây, cái phần trứng của nó nè các bạn. Wow, ăn rất là béo luôn, đạm rất là cao các bạn. Protein rất là cao, ăn rất là bổ ha. Thì mình thấy thế này. Đây, cái này chắc cái cuốn hỏng của nó mà. Nè, đó là đây người ta làm nè. Ta lật nó lên, cái lật cái phần mu này lên ha các bạn. Thì cái phần này là thịt nè, còn cái phần trứng nó sẽ nằm ở dưới này, người ta sẽ đập đậu phộng, mỡ hành nướng, rồi cái phần trứng này nó chín lên đó mấy bạn. Người ta sẽ nướng, người ta chế mỡ hành lên. Đây, giống như trứng cá vậy ha. Hay như trứng cá vậy đó, ăn nó rất là béo luôn. Béo như trứng cá lóc vậy. Trứng nó to to như trứng cá lóc vậy. Còn bên đây, còn bên đây trứng hơi ít hơn một xíu mà. Đây, các bạn thấy không? Đó. Mỡ hành thơm thơm, mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. Các bạn cho thêm miếng nước mắm vào ha. Chua chua, ngọt ngọt các bạn. Ăn nóng nha, ta nói nó ngon nhất nách luôn ha. Bạn nào có muốn thử thì ok ha. Không phải ăn thịt đâu mà là Sam thì mình sẽ ăn trứng các bạn. Mình cũng mới biết này thôi. Mình chia sẻ hoàn cảnh cho các bạn.